Chào anh em, tôi là Cậu Vàng và tôi rất thích làm meme. Chúng ta cùng tiếp tục share di những thứ bạn không ngờ tới nhé. Dô, cứ áp dụng công thức là ra, nhưng sao nó lạ lắm. Gì đây? Solo 1-1 như vậy thì toang thật. Hứa này là đường tăng hay đường tăng? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mới nhát rồi. Tập game này hơi lạ à nghen. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Mấy khứa ngủ dài, khó kêu hai kiểu. Tiếng đàn to tròn nhất tôi từng thấy. Đà Lạt dạo này đẹp lắm đó mày. Khoan đã, em ấy nói vất gì cơ? Ở đây có anh nào chưa có người yêu không? Hàng ngày uống vắt nước, à đâu? Vắt nước cam cho uống này. Chỉ ăn với ở nhà vắt cam thôi nha. Anh em nào chưa có người yêu điểm danh ở đây, ngày Hương sẽ vắt cho đều đặn sáng trưa chiều tối luôn anh em nha. Ăn với uống nước cam. Đón xem phần tiếp theo ở đây anh em nhé.